Kính thưa quý vị các bạn thân mến, tiếp theo sau một thời gian cũng khá là gần hơn cả tuần thì mình không có ra clip vì thời gian bận bịu, làm công việc rất là nhiều, do đó mình trễ nải mấy clip đã hứa hẹn. Thì lần này mình hứa là sẽ thống kê ra những cái nguyên nhân mà tại sao cần phải diệt cái tà đạo này, và để mọi người thức tỉnh, nhất là những con chiên ngáo từ trước đến nay, hoặc là những người chuẩn bị đang đi trên con đường để tìm hiểu cái tà đạo Kitô này. Thì trước khi vào cái đề tài này thì mình cũng xin nói rõ là khi nào mình rảnh thì mình mới làm, thì cái việc này nó không đem lợi nhuận mà chỉ phổ cập một số kiến thức hoặc là cái số sự hiểu biết của những vị đi trước đã có cất công dày để nghiên cứu và đưa ra. Thì mình cũng là một cái nguồn máy, giống như là một cái máy trợ lực để mà đưa ra phổ biến rộng. Thì mong rằng là quý vị cũng nếu có khả năng, có điều kiện, chỉ cần một chiếc điện thoại, các bạn cũng sẽ tìm hiểu và làm cùng với mình và cùng với cô giáo Trần Ly, và cũng như giúp một tay để cho cộng đồng Việt Nam mình mở rộng tầm mắt, và biết đâu là trong đó sẽ có các bạn sẽ được mang ơn rất nhiều về cái nếp sống của con người Việt Nam, cũng như hiểu rõ được cái chân lý sống của con người nhân bản như thế nào. Thì cái tà đạo này nó đã ngấm ngầm rất là lâu. Tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì có một cái nhà thờ nó nằm gần bệnh viện, nó vừa bệnh viện trung cao và bệnh viện tỉnh cũ. Thì mình được biết rằng là cái nhà thờ này, bệnh viện này thì nó thuộc về đất đai của nhà thờ. Thì xin mé qua chút xíu vấn đề này. Thì cái ông linh mục giám mục ở cái phần này đã hiến đất cho xây bệnh viện từ rất lâu, nhưng mà không biết rằng là từ thời điểm nào. Đến hôm nay bệnh viện cũ đó đã chuyển đi rồi và được xây dựng lên một cái trường học quốc tế. Trước khi xây bệnh viện quốc tế thì có xây một cái có chuẩn bị xây một cái trung tâm thương mại gì đó, nhưng mà cha xứ này, cha nhà thờ đây thì nói không được, không có thể nào xây dựng được cái việc riêng mà sẽ xây dựng cái việc chung, nghĩa là bệnh viện quốc tế lớn hơn, thì ông ta mới chấp nhận hiến đất, còn không là ông ta lấy lại làm của nhà thờ. Thì hôm nay đã hoàn thành rồi, đã xây 90% là bệnh viện quốc tế, à không phải bệnh viện quốc tế mà là trường học quốc tế, trường học nha, xin lỗi, trường học quốc tế. Thì mình mở đi ngang, mới đi ngang mình thấy và mình hỏi một số người, thì một số người ta đã nói như thế. Xin tiếp tục đề tài. Các nhà lãnh đạo và tu sĩ Kitô đầy những ác tính bạo ngược, loạn luân và phi luân, thì đây là nguyên nhân để chúng ta lên án diệt trừ cái tà đạo này. Theo ngôn từ của các ông con chiên hoang đạo người Việt, tình trạng này có thể gọi là giáo hội La Mã, là giáo hội quốc doanh. Đế quốc La Mã sụp đổ vào năm 476, Giang Sơn đế quốc La Mã đối thủ, đổi chủ, thối đời, dạo đổ bìm leo, vốn đã có manh tâm nhảy lên bằng độc, nắm luôn cả quyền chính trị trong đế quốc La Mã. Cho nên các nhà lãnh đạo giáo hội đã không bỏ qua cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Vì thế mà những năm cuối thập niên 440 và đầu thập niên 450, khi thấy rằng chính quyền
làm chủ. Nhân ông Âu Châu, thế nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ý muốn của giáo hội chẳng được trời chiều lòng, cho nên sau khi đế quốc La Mã sụp đổ vào năm 476 thì các thế lực Đức, Ý và Pháp xuất hiện và vươn lên trở thành hùng mạnh, tranh nhau ngôi bá chủ trong vùng. Và giáo hội lại trở thành miếng mồi cho ba thế lực này, dùng làm công cụ để mở rộng vùng ảnh hưởng. Thành thử ra các ông giáo chủ của giáo hội La Mã từ Philip thứ 3, 483-492, lúc đó chưa gọi là giáo hoàng, cho đến giáo chủ Alexander thứ 2, 1061-1073, vẫn không có thực quyền và đều ở vào tình trạng làm công cụ cho một trong ba nước trên đây. Cho đến khi giáo chủ Rockley thứ 7 năm 1073-1085, giáo hội La Mã mới có quyền lực bao trùm lên các quốc gia Âu Châu. Kể từ đó, chủ trương thần quyền tôn giáo chỉ đạo thế quyền, chính quyền và chính sách bất khoan dung đối với các tôn giáo hay văn hóa khác với thực sự được triệt để thi hành. Ai tin vào Chúa Con thì được sống đời đời, nhưng ai không vâng phục Chúa Con thì không được thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Ga 3 236. Nếu một người không chịu theo ta, nó sẽ bị quăng đi như một cành cây và trở thành khô héo, rồi các ngươi sẽ gom chúng lại, ném chúng vào ngọn lửa và chúng bị đốt cháy. John 15 2.6. Và như vậy là các chủ trương mang rợ này bắt nguồn từ Tân Ước và đã được giáo hội thi hành ngay từ khi cái tín lý Chúa Ba Ngôi quái đản vừa mới chính thức cho ra đời tại hội nghị DC khởi nhóm vào ngày 20 tháng 5 năm 325. Ngay sau đó, hàng ngàn những người cũng tin và thờ anh chàng thợ mộc Giêsu, nhưng không đồng chính kiến về thuyết lý Chúa Ba Ngôi của giáo hội, liền bị giáo hội chụp cái mũ tà giáo lên đầu, bị đuổi ra khỏi hội nghị, rồi bị giáo hội tàn sát một cách vô cùng man rợ. Sự kiện này được trình bày ở trên. Cũng vì thế mà bất kỳ một tu sĩ hay một tín đồ ngoan đạo được đưa lên cầm quyền cũng đều trở thành một tên bạo chúa cực kỳ ác độc, hết sức dã man, khiến cho nhân dân dưới quyền phải căm thù và ghê tởm đến cùng độ của ghê tởm. Độc giả có thể kiểm chứng vấn đề này bằng cách điều nghiên con số 85 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại từ thời Trung Cổ cho đến những năm chót của thời hiện đại. Trong số 85 tên bạo chúa ác độc này, có tới 70 tên là tín đồ Kitô, trong đó có cả Hồng Y, Cassius, Pongagia, Lý Thừa Vạn, Nam Hạng, Ngô Đình Diệm, miền Nam Việt Nam, Fidenan, Marcos, Phi Luật Tăng, Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, vợ là Tống Mỹ Linh, một tín đồ Kitô, vân vân. Tất cả những ác tính ghê tởm này đều được thể hiện ra trong Kinh Thánh, trong cung cách hành xử và trong đời sống bê bối thối tha của các giáo hoàng cũng như của các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican và của giới tu sĩ tại các quốc gia địa phương. Dưới đây là những bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này. Thể hiện ra trong Kinh Thánh, nếu đọc mà các sách trong Kinh Thánh, kể cả Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta sẽ thấy cả Chúa Cha Jehovah và Chúa Con Giêsu đều có những ác tính cực kỳ ghê tởm trên đây. Dưới đây là những sách trong Kinh Thánh mà độc giả có thể kiểm chứng được. Đây nha các bạn. Phần sẽ đọc với phần sau. Đây là những cái mẫu mục lục mà có thể kiểm chứng trong Kinh Thánh. Dưới đây là một số lời phán ra lệnh của Chúa Cha Jehovah về việc diệt chủng dân tộc Median. Medinites, những lời phán lưu manh và giả mang này ghi nhận trong chương 31 sách Dân Số với nguyên văn như sau. Dân Số ký 31 1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, nó tới 50 mấy mục lần, mình đã tạm thời trích kê ra 50 mấy mục thôi, thì mong các bạn mình sẽ để cái phần này ở trong cái phần mô tả, thì các bạn có thể copy, chép và phổ biến rộng rãi, chẳng có vi phạm gì đâu nha các bạn. Các bạn cứ thoải mái
2. Hãy báo thù dân Madian cho dân Israel, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3. Vậy Môi-se truyền cho dân sự rằng: trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh quân Madian, đặng báo thù cho dân dân đó cho Đức Giê-hô-va. 4. Về mỗi chi phái Israel, các ngươi phải sai 1.000 lính ra trận. 5. Vậy trong dân Israel, người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. 6. Môi-se sai người 2.000 người đón đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. 7. Vậy chúng giao chiến với dân Madian y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và giết hết thảy nam đinh. 8. Trong các người bị giết, chúng cũng giết 5 vua Madian là Evi, Rekem, Su-rơ, Hu-rơ và Reba, cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9. Dân Israel bắt đàn bà và con nít Madian dẫn theo cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ. 10. Đốt hết những thành, nhà ở và hương thôn chúng nó. 11. Cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. 12. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và cho hội dân Israel đương đóng tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-rê-cô. 13. Bây giờ Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng bên ngoài trại quân. 14. Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quân tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. 15. Môi-se nói cùng họ rằng: các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? 16. Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-rô và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho một hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. 17. Vậy bây giờ hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam. 18. Nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam, gái trinh đấy. 19. Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trận, ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết thì ai đó cùng kẻ bị bắt phải dọn cho mình được sạch ngày thứ 3 và ngày thứ 7. 20. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xuống, áo sống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng dê cây. 21. Ê-lê-a-sa thầy tế lễ nói cùng những lính đi trận về mà rằng: này là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 22. Vàng bạc đồng sắt thiết chì. 23. Tức là mọi vật đưa vào lửa được thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó, nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế và làm cho nó được sạch sẽ. Còn mọi vật chi không đưa được qua lửa thì phải ngâm nó trong nước. 24. Ngày thứ 7 các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch, đoạn mới được vào trại quân. 25. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 26. Ngươi Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và các quan trưởng của những tông tộc hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người nào vật. 27. Rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. 28. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va.
29, tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa thầy tế lễ làm lễ vật dân cho Đức Giê-hô-va. 30, còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức là các súc vật, ngươi phải cứ mỗi 50 mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. 31, Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32, vả của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 con chiên cái. 33, 72.000 con bò. 34, 64.000 con lừa đực. 35, người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào hết thảy được 32.000 người. 32.000 người con số. 36, phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận là 337.500 con chiên cái. 37, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675.000 con. 675 con. 38, 36.000 con bò đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con. 39, 3.500 con lừa đực và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con. 40, 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. 32. 41, Môi-se giao cho Ê-lê-a-sa thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 42, phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận. 43, phân nửa này thuộc về hội chúng là số 337.500 con chiên cái. 44, 36.000 con bò. 45, 35.500 con lừa. 46, và 16.000 người. 47, trong phân nửa này thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi 50 thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Ê-lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. 48, những quan trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đến gần Môi-se. 49, mà rằng những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên. 50, mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiền làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. 51, Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ bèn nhận lãnh vàng và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. 52, hết thảy vàng tế lễ vật mà những quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va cộng là 16.750 liếc sơ. 53, vả mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. 54, vậy Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ nhận lãnh vàng của quan tướng 1.000 quân và 100 quân rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va. Phần B là phần của Matthew thì sẽ nói rõ hơn, có 10 chương 12 có tựa đề là về ông Văn Nô cù non Lê Hữu Mục ở sau. Nhưng mà phần này thì nói chung là bài này quá dài cho nên thành ra mình trích ra thì tạm thời nó cũng là mở gần nửa, chưa tới được nửa nữa, nó đã gần hết bài rồi nên mình xin phép được đọc những cái phần phụ. Thể hiện qua các cung cách hành xử của các giáo hoàng và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican, tình trạng tham nhũng phóng đảng loạn dâm và loạn luân trong giáo hội giáo triều Vatican thật là cực kỳ ghê gớm. Ghê gớm đến nỗi linh mục bà Bùi Đức Sinh là người vốn nặng tinh thần La Mã hơn cả La Mã. Dù đã trước giảm rất đi nhiều, cũng phải ghi lại một số sự kiện tối thiểu để chứng tỏ rằng ông không phải là một thứ sử nô. Về vấn đề tham nhũng của giáo triều Vatican, ông chỉ hé lộ cho đời biết một chút như sau. Vấn đề ân xá mới thật chiếm phần lớn trong đời sống tôn giáo cuối thời Trung Cổ này.
có ân xá vàng cho những công cuộc xây dựng, xây cất hay trùng tu thánh đường, ân xá hành hương, ân xá bàn thờ hoặc xương thánh, gia nhập binh thánh chống quân Thổ Nhĩ Kỳ, Saracen hoặc Hút. Năm toàn xá lần đầu tiên được Đức Bonifacio thứ 8 năm 1294 năm 1303 công bố năm 1300. Cả trăm ngàn người tuôn đến La Mã kính viếng các thánh đường. Thời gian ấn định là 100 năm một lần, được Đức Clemente thứ 6 năm 1342 năm 1352 năm 1343 giảm xuống 50 năm. Đức Urban thứ 6 năm 1378 1389 năm 1389 ấn định tại lại 33 năm. Và Đức Phaolô thứ 2 năm 1464 năm 1471 năm 1470 giảm xuống nửa, chỉ còn 25 năm như ngày nay. Thế kỷ thứ 15 đã có những người không thể tới La Mã cũng được hưởng ơn toàn xá. Nhưng rồi việc ban ơn toàn xá dần dần đi đến lạm phát, nhất là dưới thời Đức Leo thứ 10 năm 1513 đến năm 1521. Ân xá 1.000 đến 10.000, 15.000, 100.000 năm. Người ta còn phàn nàn về với thái độ quá trớn của một số nhà giảng thuyết ân xá, cũng như những người đi quyên tiền vào việc trùng tu thánh đường. Giáo hội La Mã nói láo rằng linh hồn của những người không tin Chúa bị Chúa đày xuống hỏa ngục vĩnh viễn. Giáo hội lại được dạy rằng tổ tiên mấy đời của tín đồ lúc đó họ chưa bị cưỡng bức phải theo đạo Kitô đã bị Chúa phạt như vậy rồi. Rồi giáo hội lại bị đặt ra chuyện ân xá, nếu ai mua giấy ân xá cho người thân quá cố của giáo hội bán cho thì linh hồn thân nhân của người đó sẽ được giảm bớt một số năm bị giam ở trong hỏa ngục. Tùy theo số tiền ít hay nhiều, số năm ở trong hỏa ngục mà được giảm đi theo tỷ lệ thuận với giá tiền của giấy ân xá của giáo hội bán cho họ. Trong bản văn trên đây, chúng ta thấy có những con số 1.000, 10.000, 15.000 và 100.000 là những con số năm được ân xá tùy theo giá tiền của giấy ân xá mà theo giáo hội bán cho họ. Qua việc bán giấy ân xá này, chúng ta thấy rõ kỹ thuật bịp hay mức độ lưu manh của giáo hội La Mã quả thật là siêu việt. Về kỹ nghệ bịp và phương cách bịp của giáo hội trong việc bị đặt ra chuyện nơi luyện ngục. Vào năm 600 trong thời giáo hoàng George Roy thứ nhất năm 590-604 đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong chương 4, mục 2, phần thứ 2 trong sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Về đời sống bê bối, thối tha, loạn dâm và loạn luân trong giáo triều Vatican, tác giả Bùi Đức Sinh cũng cố gắng giảm thiểu đi rất nhiều sự thật cực kỳ ghê tởm. Ông chỉ nói sơ qua về đời sống không tốt đẹp của hai giáo hoàng Sixtus thứ năm thứ tư 1471-1484, giáo hoàng Inconset thứ 8 năm 1484-1492 và mấy bố con giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1493-1503 mà thôi. Về giáo hoàng Sixtus thứ tư, ông viết về giáo hoàng Inconset thứ 8 và thấy bố con giáo hoàng Alexander thứ 6, ông viết: Đức Sixto băng hà Hồng Y đoàn nghe theo Julian Rover bầu Đức Hồng Y Batista Sibo thuộc hàng quý tộc thành Genova là người có đời sống quá khứ không tốt đẹp, lên ngôi giáo hoàng Đức Inconset thứ 8 năm 1484-1492. Ngài không đủ uy tín để kiềm chế lạm dụng tại giáo triều cũng như trong giáo hội. Vị chính ngài cũng không thể tránh được sự thiên tư con cháu. Gương xấu giáo triều lên tiếng lên đến tột độ khi Đức Hồng Y Rodrigo Bongia 62 tuổi, cháu của Đức Calixto thứ 3 năm 1455-1458 lên ngôi giáo hoàng qua một mà bầu cử không trong sạch, đó là Đức Giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492-1503. Ngài là người thực sự có lắm tài, biết cai trị, giáng bộ đạo mạo, nhưng đời sống riêng thật đáng xấu hổ, quá khứ của ngài có quá nhiều vết nhơ. Ngài được đặt lên làm hồng y vào năm 1456 khi mới 26 tuổi và đời sống vẫn không thay đổi sau khi thụ
phong linh mục năm 1468. Đến khi đến địa vị tối cao trong giáo hội, ngài còn là người nắm lắm dục vọng cho tới giờ chết. Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ sự thiếu hẳn tính cách vô tư của người viết sự ở nơi linh mục Bùi Đức Sinh. Nếu đọc các tài liệu khác nói về đời sống loạn luân của cha con giáo hoàng Alexander thứ sáu và tình trạng đứa con của bà Lucia mà các nhà sử học không biết rõ là con của bố bà hay là của giáo hoàng Alexander thứ sáu hay là con của người anh ruột của bà ta là Hồng Y Sisat Bongia, thì chúng ta sẽ thấy linh mục Bùi Đức Sinh nói riêng về các ông tu sĩ và con chiên người Việt trung thành với giáo hội La Mã nói chung hoàn toàn mất hẳn tính cách vô tư, một điều kiện tối cần thiết cho người viết sử. Tình trạng này đã khiến cho những người ở ngoài đạo Kitô có cảm tưởng rằng họ chỉ là bọn sứ nô trong bộ máy chuyên tuyền và tòa thánh Vatican mà thôi. Nhân tiện đây, người viết cũng xin ghi lại lời giáo hội dạy dỗ con chiên do nhà văn con chiên Nguyễn Ngọc Ngạn ghi lại với đề ý như sau: là tín đồ ngoan đạo thì phải có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Lời dạy con chiên trên đây của giáo hội đã khiến cho tất cả giới tu sĩ và con chiên ngoan đạo, nghĩa là còn tuyệt đối trung thành với giáo hội hay tòa thánh Vatican, không thể nào trở thành người viết sử chân chính được. Thiết tưởng linh mục Bùi Đức Sinh cũng như các tu sĩ khác và tất cả các con chiên người Việt hay thuộc bất cứ quốc gia nào, nếu còn trung thành với giáo hội La Mã thì đều trở vào trường hợp này cả. Đây là yếu tố cơ bản để thẩm định các tác phẩm lịch sử hay chính trị có liên hệ đến giáo hội La Mã hay chính quyền đạo Việt tay sai của Vatican do các ông tu sĩ và tín đồ ngoan đạo của giáo hội biên soạn. Ngoại trừ những tác phẩm của những người đã thức tỉnh như bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, giáo sư Lý Chánh Trung, linh mục Trần Tâm Tĩnh, cựu thẩm phán Bùi Văn Chấn, tức Trang Lương Nguyễn, ông Giuse Phạm Hữu Tạo, Ferro de Rod, Martin Lamachi, Avro Mathatan và rất nhiều vân vân. Đúng là có tật thì giật mình, lúc nào giáo hội cũng giật mình lo sự tín đồ tiết lộ những việc làm ám muội cho mọi người hết biết, cho nên mới phải dạy dỗ tín đồ như vậy. Vì chỉ có những người ngu dốt, ít học hay không biết sử dụng lý trí để suy luận mới lầm tưởng rằng chỉ có giáo hội La Mã mới là thánh thiện, tốt đẹp. Cho nên trong tất cả các họ đạo và bất kỳ nơi nào mà quyền lực của giáo hội vươn tới, chính sách ngu dân và giáo hội nhồi sọ đều được triệt để thi hành để làm cho tín đồ và người dưới quyền trở thành những người bị điều kiện hóa hoàn toàn. Độc giả có thể kiểm chứng vấn đề này bằng cách hoặc nói chuyện trao đổi với các con chiên ngoan đạo người Việt về một vấn đề nào đó có liên hệ đến giáo hội La Mã, chẳng hạn như vai trò của giáo hội La Mã trong dòng lịch sử Việt Nam từ giữa thập niên 1780 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, việc ông Diệm được Vatican và Mỹ đưa về cầm quyền ở Việt Nam, việc chính quyền Ngô Đình Diệm bách hại Phật giáo trong năm 1963, vân vân. Hoặc là tìm đọc các văn bản của các ông Văn Nô, con chiên người Việt như Lê Hữu Mục, Nguyễn Văn Chức, Lữ Giang, Nguyễn Học Tập, Nguyễn Văn Lục, Cao Thế Dung, Nguyễn Vi Khanh, Minh Võ, Phan Phát Huồng, Vũ Đình Hoạt, Bùi Đức Sinh, vân vân. Trở lại vấn đề loạn luân và loạn dâm trong giáo hội La Mã, gần đây nhất mới xảy ra vụ ông ô nhục về tình dục ở ngay trong tòa thánh Vatican. Vụ này được các cơ quan truyền thông Ý và nhiều nước khác loan truyền đầy đủ. Tin tức này cũng được sách hiếm chấp nét đăng lại bài nguyên văn như sau: hôm nay tòa thánh Vatican đã bị rung rinh vì một vụ ô nhục tình dục dính líu đến chính người trong triều đình giáo hoàng Benedict thứ 16 và khi một thành viên trong ca đoàn bị sa thải vì tội dẫn mối điếm đực cho một vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican là Angelo Paduzzi. Ông này bị cảnh sát bắt trong lúc mà đang thương lượng với tên Marco Thomas Cindu Ithim, một thành viên 29 tuổi trong ca đoàn của tòa thánh Vatican. Thomas
tả rõ những chi tiết về thân hình của những người đàn ông mà hắn sắp dẫn tới. Các bản ghi âm của cảnh sát cho thấy rằng đã có nhiều người dẫn mối cho Banducci. Ít nhất có một trong những người này là một tu sinh. C. Thể hiện qua cung cách hành xử, kèn cửa, ganh ghét, chèn ép lẫn nhau, đội trên đặt dưới, và đời sống bê bối của giới tu sĩ tại các địa phương. Tu sĩ ở đây xin hiểu là toàn bộ tất cả những người mặc áo tu hành hay mang danh nghĩa là tu sĩ, từ hồng y, tổng giám mục, linh mục, sư huynh, chủng huynh, nữ bà, nữ tu, để cho được vô tư trong vấn đề này. Chúng tôi chỉ dùng những văn bản của chính các linh mục và các ông trí thức con chiên người Việt nói về sự thật ghê tởm này để độc giả đọc và suy nghiệm. Trong bài viết một số tình hình đặc biệt của Giáo hội Công giáo Việt Nam, giáo sư con chiên Nguyễn Văn Trung viết như sau: điểm lại tình hình của Giáo hội Việt Nam, có những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thực vậy, chuyện giáo dân bị coi như cỏ rác thường ngày ở huyện, chuyện đau lòng hơn cả là chuyện các ngài chủ chăn chơi nhau thay vì chơi với nhau, ngày càng phơi trần ra. Sự sao đọa trong giáo hội càng ngày càng tăng thêm. Người dân chỉ có quyền quăng lời, đóng góp và hầu hạ các đấng và các bậc trong hội thánh. Ai vâng lời dưới 100% có thể bị coi là rối đạo và bị loại trừ dưới mọi hình thức. Nhất là không vâng lời về chuyện chính trị, về tiền bạc thì xem như là lúa đời, phạm tội cực trọng, đáng sa hóa ngục đời đời. Chẳng cùng amen. Thật ra chính trị và tiền bạc đã và đang là nguyên nhân chính gây nên sự bất bình an, sa đọa và làm hoen ố hình ảnh tươi đẹp của Công giáo, của Giáo hội Việt Nam. Ai có dịp gần gũi các giám mục Việt Nam đều có chung nhận xét rằng về cá nhân các ngài có vẻ đạo mạo, cởi mở, dễ mến, trừ một mà ít vị tỏ ra cao ngạo, khép kín, quan liêu. Nhưng trong lề lối làm việc của các giám mục thường rất độc tài, độc đoán. Trong đối xử thường tỏ ra kỳ thị, ban phát ân huệ, coi thường bề dưới, ganh tị và càn cửa với đồng liêu để lập công với tòa thánh. Những điểm nổi bật nhất là tiền hậu bất nhất, việc làm không đi đối với lời trao giảng, trong ngoại khinh nội, tham phú phụ bằng, vô cùng sợ hãi tòa thánh, đến nỗi tòa thánh Vatican, đến nỗi có những linh mục nói rằng tòa thánh đánh rắm cũng khen thơm. Ngày nay chuyện các giám mục chơi nhau không cần phải vạch áo xiêm lưng, bàn dân thiên hạ đều biết rõ, nhất là giữa các giám mục mà chánh và phó. Đức tổng giám mục bà Philippe Nguyễn Kim Điền chơi đức tổng giám mục phó Stefano Nguyễn như thế ra sao, hồ sơ còn đó, buộc đức cha thể phải từ chức vì sự hiệp nhất trong giáo hội, hiệp nhất hay là hèn nhát. Nhiều người biết đức cha Phaolô Bùi Như Tạo chơi đức cha Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Yến, thậm chí có đơn phụ nữ tố cáo đức cha Yến gửi sang tòa thánh. Và việc đức cha Tạo bàn tính với đức Hồng Y buộc đức cha Yến từ chức. Bà con giáo dân Vinh ở miền Nam biết rõ đức cha Phêrô Trần Xuân Hạp đã chơi đức cha Phaolô Cao Định Thuyên phải ngậm đắng nuốt cay như thế nào. Đức cha Andê Nguyễn Văn Nam và đức cha phó GB Phạm Minh Mẫn mâu thuẫn với nhau ra sao, có nhiều giai đoạn thoại. Chuyện đức cha Alexis Phan Văn Lộc và đức cha phó Trần Thanh Trung choảng nhau đã nổi tiếng sao đến tận tòa thánh Vatican. Đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật đối xử với đức cha phụ tá Thomas Nguyễn Văn Trâm thua cả giáo dân tay chân thân tín của đức cha Nhật, làm nhiều linh mục Xuân Lộc phải ngao ngán. Đức cha Nhật làm nhiều linh mục Xuân Lộc phải ngao ngán đức cha Mai Si Nguyễn Khắc Ngữ Trường Kỳ không khống chế đức cha GB giáo Bùi Tuần ra sao, xin miễn bàn. Giáo sau đức cha Tuần cũng sắp sửa mừng 25 năm giám mục phó dưới sự canh chừng cẩn mật của đức cha Ngữ, kẻo đức cha Tuần làm đường lạc lối, sai trước cám dỗ làm tổng biên tập cho báo
công giáo và dân tộc. Chuyện các giám mục và chơi nhau có lẽ kể nghìn lẻ một đêm không dứt, nên nhiều linh mục và chánh phó đã noi gương chơi nhau sát phán ra sao, bà con các xứ đạo đều biết, nhất là các chị em con Đức Mẹ, không dám nêu thêm ở đây nữa, kẻo ô danh sự đạo Giêsu Maria lạy chú tôi, bọn phá đạo nói xấu các đức cha. Không đâu, nói thật đấy, lời Chúa phán sự thật là sẽ giải thoát chúng ta. Các giám mục, linh mục hãy thành thật thương nhau cho giáo dân được nhờ. Hãy làm gương sống theo lời răn của Đức Chúa, không thương yêu nhau thì thương yêu kẻ thù quái thế nào cho được. Cứ rao giảng như thế là láo toét và bịp bợm. B. Trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Cương, Paris xuất bản năm xuất bản nhà xuất bản Trẻ năm 1978, linh mục Trần Tâm Tĩnh nói rõ cho chúng ta biết, giới tu sĩ người Âu Châu và người Việt đã dựa vào các chính quyền liên minh thực dân xâm lược Pháp, Vatican trong những năm 1862 đến 1954 và chính quyền liên minh thực dân xâm lược Mỹ, Vatican ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến 1975. Tác oai tác quái, phóng tay cướp đoạt ruộng đất cùng nhiều tài nguyên khác và đã áp bức hà hiếp bóc lột nhân dân ta như thế nào. Trong hai tờ Tận Thế số ra mắt phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2002 và số 2 phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2002, linh mục Nguyễn Thanh Sơn nói cho mọi người biết rõ về đời sống bê bối thối tha của giới tu sĩ áo đen người Việt như thế nào. Xin ghi lại dưới đây nguyên văn trang 27 số ra mắt 15 tháng 6 năm 2002 như sau. Những ai đã biết đọc và nghe về những ác quỷ dưới đây mà còn cố tình binh vực bao che ủng hộ ca tụng thì đi xem lễ do chúng làm sẽ bị Đức Mẹ nghiêm khắc trừng phạt. 1. Nhóm ác quỷ thuộc phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại: Nguyễn Đức Mầu, Châu Xuân Báo, Vũ Minh Nghiễm, Đinh Ngọc Quế, Nguyễn Văn Phan, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Tấn Hải, Đinh Minh Hải, Phan Phát Huồng, Nguyễn Trường Luân, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Đức Thành, Bùi Quang Tuấn và thầy Bẩn nói thầy Bẩn Môi và Quyết Nguyễn Văn Mới. 2. Nhóm ác quỷ thuộc giáo phận Los Angeles: Trần Công Nghị, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Quang Hòa, Lê Sơn Hà, Chu Quang Minh, Vũ Thế Toàn, vân vân. 3. Nhóm ác quỷ thuộc giáo phận Oakland, County: Nguyễn Đức Tiến, Mai Khải Hoàng, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Ngọc Tuấn, Chu Vinh Quang, Nguyễn Văn Luân, Đỗ Thanh Hà, Vũ Tuấn Tú, Ngô Văn Trọng, Mai Thành Huân, Xuân Nguyên Hồ, Trần Văn Kiểm, Đinh Viết Thục, Bùi Công Minh, Nguyễn Trọng Tước, tức Nguyễn Tầm Thường, vân vân. 4. Những ác quỷ ở nhiều nơi như Đinh Đức Đạo, ông Đức Ông Giám Đốc Văn Phòng Tờ Quỷ Roma, Phan Tấn Thành, Giáo sư Thờ Quỷ Roma, Cao Minh Dung, Đức Ông, Nhân viên Bộ Ngoại giao Tòa Quỷ, Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Liên đoàn Thờ Quỷ, Lê Xuân Thượng, Đức Ông Thờ Quỷ Cái Trần Thị Liễu, Houghton Texas, Đào Quang Chính, Houghton Texas, Nguyễn Ngọc Tư, Houghton Texas, Nguyễn An Ninh, Hoàng Xuân Nghiêm, Tổng Thủ Quỷ Liên đoàn Thờ Quỷ, Phạm Văn Tuệ, Trần Cao Tường, Vũ Hận Hăng, Việt Châu, Chủ nhiệm Nguyệt Sang Thờ Quỷ Kenta, Nguyễn Đức Huyên, Giám đốc đền Thờ Quỷ, Nguyễn Văn Dậu, Giáo sư Thờ Quỷ Mentorer, Phạm Quốc Hùng, Phan Đình Cho, Giáo sư Đại học Thờ Quỷ Washington DC, Nguyễn Thanh Long, Trần Quý Thiện, Nguyễn Huy Quyền, Trịnh Thế Hùng, Đỗ Quang Biên, Hưu Trí Thờ Quỷ Cái Màu San Diego CA. Còn tiếp với cô vô vàng vô số ác quỷ nằm trong dòng đồng công ở Cát Thăng MO
đã lợi dụng đức mẹ để làm tiền trắng trợn từ 24 đại hội thờ quỷ Mammon đã qua. Và đại hội thứ 25 sắp tới, chính đức mẹ đã đánh tan đại hội bịp này. Trong tờ Tận Thế số 2, nơi trang 31, linh mục Nguyễn Thanh Sơn viết: thật không ngờ một linh mục bệnh hoạn có thể trở thành một con người viết những điều mạnh mẽ như vậy. Đó là chửi thẳng vào mặt ác quỷ Nguyễn Đức Mầu, kẻ dơ bẩn và ăn nằm với không dưới 100 đàn bà mất nết từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ. Đọc thư linh mục Nguyễn Thanh Sơn gửi cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế ở Roma: trong quyền năng đức mẹ diệt trừ Satan 3 và ác quỷ Trần Công Nghị, kẻ dâm thú cũng đã ăn nằm với hàng trăm đàn bà hư đốn trên 35 năm qua từ Việt Nam sang Roma tới Hoa Kỳ. Trong số đó có hai ma nữ lõa lò Cao Thị Mỹ Lệ từ năm 1975 tại Portland, Oregon, con gái Cao Đăng Tường, cháu yêu dấu của Cao Đăng Minh, dòng Chúa Cứu Thế, tên này cũng đã có con trai khôn lớn và hiện nay đang ăn nằm với con tím nhấp nhúa nhất thủ đô tị nạn Demon Bích Ngọc. Bà này đã có lên báo và có một cái bài báo nói rất là hay, nói về bà Demon Bích Ngọc này. Tài năng thì ít mà sử dụng, của vốn có thì nhiều này, mà dụ mấy cha không à, mấy linh mục không à, tùy mấy cha linh mục tiền nhiều, mua đồ hàng hiệu không. Đôi song ca đã và đang hát rất mùi với nhau trong chương trình Lứa Đôi Thiên Chúa và Đức Mẹ mang nhãn hiệu Rộng Tuếch, Sống Tin Giữa Dòng Đời trên đài Little Sài Gòn. Các nhà sử học đều khẳng định rằng kể từ năm 325, giáo hội La Mã luôn luôn sử dụng quyền lực của nhà nước để cưỡng bách nhân dân với quyền phải theo đạo. Tất cả những người trong đạo nếu có quyền lực ở trong tay đều trở nên bạo chúa ác độc. Hầu như tất cả những tu sĩ cũng như tín đồ Kitô, nếu hoàn cảnh hay quyền lực đều trở thành thủ hóa, sa đọa, sống đời phóng đãng, loạn dâm, loạn gian tham, tàn ngược, còn tệ hơn cả loài súc sinh. Và nội bộ đạo Kitô lúng cũng tranh giành quyền lực rồi chia phe, lập đảng, đấu đá và thanh toán lẫn nhau một cách cực kỳ man rợ. Các mục 2, 3, 4 trên đây trong đoạn văn này là quy luật lịch sử và tất cả các thế lực chính trị, nếu không có những định chế độc lập theo dõi và kiểm soát thì đều có thể rơi vào tình trạng như trên, chứ không riêng gì ở giáo hội La Mã. Sở dĩ giáo hội La Mã rơi vào tình trạng ghê gớm như vậy là vì giáo hội theo chế độ quân chủ tăng lữ toàn trị, còn được gọi là chế độ giáo hoàng. Với bản chất siêu chuyên chính, bản chất của chế độ chính trị này đã được nói rõ trong bản tuyên cáo Dictatus Papal do giáo hoàng Gregory thứ 7 năm 1073 năm 1085 biên soạn và ban hành vào năm 1975. 1. Kitô giáo đặt nền tảng trên sự sợ hãi. 2. Kitô giáo kiếm mồi trên kẻ ngây thơ. 3. Kitô giáo đặt nền tảng trên sự bất lương. 4. Kitô giáo vô cùng vị kỷ. 5. Kitô giáo nuôi dưỡng sự kiêu căng, một trạng thái tâm lý của dân được Chúa chọn. 6. Kitô giáo nuôi dưỡng chủ nghĩa độc tài. 7. Kitô giáo thật là độc ác. 8. Kitô giáo chống tri thức, chống khoa học. 9. Kitô giáo có một mối hận, một mối bận tâm không lành mạnh, bệnh hoạn về tình dục. 10. Kitô giáo tặng nên sự khổ sở về tình dục. 11. Kitô giáo có một quan điểm hết sức hẹp hòi luật lệ về đạo đức. 12. Kitô giáo khuyến khích chấp nhận những sự ác thật sự trong khi chú trọng về những sự ác tưởng tượng. 13. Kitô giáo đánh giá thấp thế giới thiên nhiên. 14. Kitô giáo là tổ chức dập theo khuôn hệ thống cấp bậc độc tài. 15. Kitô giáo chuẩn nhận chế độ nô lệ. 16. Kitô giáo kỳ thị phái nữ. 17. Kitô giáo sợ đồng giống luyến ái. 18. Cuốn Thánh Kinh không phải là một hướng dẫn đáng tin cậy về giáo lý của Giê-xu. 19. Cuốn Thánh Kinh này có đầy những mâu thuẫn. 20.
Kitô giáo mượn những huyền thoại và lễ tiết chính của mình từ các tôn giáo cổ xưa. À, xin hết nha, hết cái phần này. Thì trong cái phần mô tả nó có 5.000 chữ thôi, cho nên cái phần 20 cái lời nói này thì mình không thể đưa vào được. Thì nó không biết làm sao, biết làm sao để quý vị bạn có thể trích dẫn được. Thôi thì nói vậy đi, mình làm đề tài khác. Thì sau khi đọc đây mình có một cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ khác. Thì ông thợ mộc mà Giê-xu thì thật sự ra ông vô tội, không có tội gì. Chẳng qua là hoàng đế Constantine đó, năm 325 đó, thì Chúa Trời đâu có thấy. À, Chúa Con thì cũng chả ai thấy chấp nhận bao giờ. Chỉ có giống như là tự phong rồi tự đưa mình này, giống như là tự xưng. Rồi bên Constantine đó thì nó thuộc về chính trị, thuộc về chính trị, cho nên nó muốn dễ cai trị thì bắt buộc phải đem Giê-xu ra lên thờ. Mà đem Giê-xu lên thờ thì nó phịa ra cái chuyện là Chúa chết vì muôn loài, Chúa chết vì mọi người, tội tổ tông, Chúa chết vì cái chuộc tội cho chúng ta. Nhưng thật sự ra ổng là phạm tội ổng chết, chứ không phải là do là ổng hy sinh để mà cứu rỗi. Đó là một điều rất là mơ hồ mà rất là đáng cáo trở, đáng khinh bỉ và đáng phải tận diệt. Cho nên mọi người đều khi mà các bạn hưởng ứng vấn đề mà diệt cái đạo Kitô này thì các bạn phải làm nhiều clip, phải làm nhiều clip và mỗi người chung tay. Tôi chỉ là một người đứng lên khơi dòng thác đẩy mạnh xa những tri kiến, những tri thức. Thật sự mình thì không có hiểu về vấn đề cái giáo lý này. Mình hiểu về cái giáo lý này và mình biết được đây thì trên sách hiếm, thì đã là một cái mặt trời soi sáng cho tôi. Thì tôi nhân đây thì tôi là một cái gầu sòng để mà đẩy nước đi xa, cũng như đẩy cái tri thức của sách hiếm này lan rộng ra cho những người chưa biết và muốn biết. Chứ thật sự ra thì bọn Kitô vào nghe, hoặc là thậm chí những cha nhà thờ có nghe, thậm chí có nhiều người nghe, nhưng mà để đó không có một bình luận nào kết hết. Vì mà khi mà một bình luận mà nổi trội mà nhảy vô thì nick đó được chặn, không có cho phát tán nhiều. Mình biết chắn là có một cái đội ngũ chuyên đi phá, đi phá cái nick của mình, đi phá cái kênh của mình. Nhưng mà đó không sao cả, mình thời gian chặn mấy người đó trong tích tắc, chỉ có 3 giây là chặn được thôi. Thì mấy người đó cứ tiếp tục tạo nick đi ha. Những người mà không thích thì cứ việc tạo nick nhiều lên đi, rồi đi đánh phá tôi, và tôi sẵn sàng bỏ 3 giây ra chặn quý vị ha, coi cái nào nhanh hơn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe và ủng hộ